Dạ vâng, Việt Nam Audio xin kính chào toàn thể các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng thiết bị âm thanh Việt Nam Audio. Thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây là một cái sản phẩm khá là mới của cửa hàng của bên em các bác ạ. Lần đầu tiên mà lên sóng luôn. Và thực tế là nó sẽ không có nhiều đâu các bác nhé. Vì bên em ít khi làm những cái dòng như là lọc hoặc là nâng tiếng lắm. Tuy nhiên là đôi khi trong một lô hàng về thì nó sẽ có xuất hiện một vài cái thùng cái kiện hàng có những cái sản phẩm này. Thế nên ngày hôm nay là làm cái video đăng lên cho tất cả các bác luôn. Thì hôm nay em có rất là nhiều lọc các bác nha, nhưng chỉ mang vào cho các bác vài con như thế này thôi. Đây là cái dòng mấy cái dòng lọc về dòng DOD các bác nhá, Graphic Equalizer ấy. Thì nó tương tự như cái dòng mà DBX231 các bác ạ. Đây là cái dòng lọc mà 2 cần và 31 cái equalizer các bác nhá, 2 cần 1 cần 31 cái equalizer. Thì tuy nhiên là cái dòng này nó sẽ đắt hơn cái dòng DBX các bác ạ, đắt hơn DBX một tí. Vì là cái dòng này nó sẽ cao cấp hơn cho nên vào những cái linh kiện mà mới hơn, và đặc biệt là những cái phần những cái cần của nó nha các bác nha. Đây cho em cho các bác xem này, sẽ không bao giờ bị gãy các bác nha. Đấy em chọn khá là đẹp luôn. Rồi trong trong số tất cả những cái sản phẩm thì chỉ có thể chọn những cái sản phẩm mà đẹp nhất để gửi tới cho tất cả các bác thôi. Thì trong một cái bộ dàn âm thanh thì các bác đã biết ạ. Ví dụ một cái cấu hình đơn giản thì chỉ là vang số, đẩy và loa. Chỉ cần như vậy là các bác cũng có thể là có một cái bộ dàn karaoke nó khá là đơn giản rồi. Tuy nhiên thì để cho thêm những cái phần chức năng hoặc là những cái phần âm thanh, người ta chất âm ra nó được chuẩn chỉ nhất, thì các bác người ta thường sẽ ghép cho các bác thêm cái để mà cho cái dàn âm thanh của các bác nó được chuẩn chỉ nhất, được hay nhất, được cái chất lượng đầu ra để nghe sướng tai nhất hoặc là nghe ưng ý nhất, thì người ta thường sẽ ghép cho các bác thêm một số cái thành phần khác có trong thiết bị của dàn âm thanh, ví dụ như là cái lọc xì này hoặc cái nâng tiếng này. Thì chức năng chính của cái lọc xì này nó chính là vậy các bác nhá. Thì ngày hôm nay thì em sẽ có một vài loại như thế này. Đây em chỉ mang một vài cái sản phẩm này như vậy vào thôi các bác nhá. Cậu em thì đa phần đều là cái dòng 231, có nghĩa là 2 kênh và 31 kênh equalizer. Đấy thì nó sân này và giao giá thì cũng khá là mềm các bác nhá. Thì để em báo giá luôn cho các bác nhá. Thì giá dao động của có những cái con này từ 1,8 triệu đến 2 triệu. Tuy nhiên em sẽ bán tầm 1,8 triệu này, em sẽ bán cho các bác 1,8 triệu đồng một con này, giá tại cửa hàng. Thì đấy, như các bác đã biết rồi, ví dụ chúng ta sẽ có một cái cấu hình đơn giản như là một cái con vang số này, một cái con đẩy, hoặc là các bác có thể là tạo ra được một cái dàn karaoke gọi là đơn giản rồi. Tuy nhiên nếu như không xét về những con vang số karaoke cao cấp, ví dụ như DAK 5000, DAK 3800 hoặc những con vang dòng X12, đấy là những con vang mà nó có những cái cần equalizer, những cái phần mềm mà chỉnh sửa nó khá là chi tiết, cũng như cái chất âm của nó khá là chuẩn chỉ rồi, thì các bác không nên thêm những cái phần lọc xì hay là những cái phần nâng tiếng. Ở đấy em nói thật, thì ngoài những cái con đấy ra thì những cái con vang số mà đời thấp hơn với là cái phân khúc thấp hơn thì nó ít nhiều nó cũng sẽ có những cái nhược điểm như cái phần echo reverb không ngọt ngào, hoặc là những cái phần mà hú rít ấy, thì các bác nên thêm những cái phần như những cái thiết bị, những cái lọc xì này vào các bác này. Đấy thì ví dụ như các bác mà có biết chỉnh vang số, các bác có biết chỉnh vang số, nhưng mà nhiều khi là những cái con vang nó chỉ chỉnh bằng máy tính không, thì không thể suốt ngày là các bác mang cái phần máy tính ra để các bác căn chỉnh được hàng ngày được, đúng không các bác? Thì không phải là cứ biết căn chỉnh thì là căn chỉnh nó sẽ hay. Đấy cho nên là vấn đề là mình lôi ra lôi lại cái máy tính để mình cài đặt phần mềm thì đôi khi nó sẽ khá là rắc rối. Thì thêm con lọc này vào thì nó sẽ cải thiện luôn cho cái điều đó cho các bác nhé. Và thứ hai là ví dụ mà các bác mà trong một cái dàn mà cái con vang của bác thì cái lọc này nó có thêm một chức năng khá là tốt nữa các bác ạ, có nghĩa là chức năng cắt hú. Đấy, ví dụ trong cái dàn của em nhá, cái dàn của các bác là ví dụ nó hú ở cái giải tần 2,5k này các bác này, đấy 2,5k Hz, thì các bác hoàn toàn có thể mà mình có thể giảm cái phần gain của nó đi, giảm cái gain của cái cần 2,5k này đi để cho nó cắt cái hú đi, hoặc là những cái cần khác cũng tương tự như vậy các bác nhá. Các bác sẽ cảm giác là nó cắt hú ở cái cần nào cũng, hoặc đôi khi chúng ta có thể tự dò cái phần cắt hú ở cái phần hú của cái dàn của mình. Chúng ta sẽ cắt đi, nó rất là đơn giản các bác nhá. Ngoài ra thì ví dụ như là các bác muốn chơi một cái dàn cái dòng nhạc mà cái bản nhạc mà nó du dương, thì chúng ta lại có thể là tăng cái phần chép của nó lên. Tăng chép của nó lên hoàn toàn đơn giản thôi. Tăng ngay trên cái con lọc này con này. Đấy. Những cái bản nhạc du dương thì tăng chép lên thì nó sẽ cảm giác là du dương hơn, hay hơn. Còn bên những cái bản nhạc mà các bác muốn rằng nhạc sôi động, nhạc mạnh thì các bác lại tăng bass lên. Đấy, nó rất là hay, rất là dễ dàng
sử dụng luôn. Và em thấy thì rất là nhiều bác mà gọi hỏi điện thoại hoặc là trên những cái phần livestream hay là cái phần video em thì các bác mà có hỏi về em có bán lọc không, thì ngày trước thì em không có bán các bác nhá. Thì hôm nay có về một lô như thế này. Cũng không có nhiều đâu các bác ạ. Thì em cũng không ít khi em sử dụng cái em bán những cái dòng lọc như thế này lắm, vì nó vì là cái hàng nó khó nhập. Thứ hai là về để nhiều khi bây giờ là vang số nó rất là cao cấp rồi. Nó khá là nhiều cái thành phần cũng như cái phần mềm nó chỉnh chi tiết ấy, cho nên là cái phần lọc này thì nhiều khi là bán mà các bác không ủng hộ cho lắm. Đấy, thì hôm nay về một vài thế thôi. Bác nào mà có nhu cầu thì các bác có thể inbox trực tiếp cho em nhé. Đây cái dòng 2231 giống như cái dòng Debit, các bác có thể quen thuộc hơn là cái dòng Debit, nhưng đây là cái dòng DOD này. Đấy, chung quy của nó là cái dòng DOD và nó sẽ đắt tiền hơn một tí về cái dòng Debit các bác nhá. Về linh kiện nó cao cấp hơn này. Đấy. Cho em cho các bác xem nha. Toàn bộ các cái cần của nó đều đang bình thường các bác nhá. Rất là đẹp và không hề có cái cần nào bị gãy luôn. Và thì ngoài ra thì cái này thì em vừa mới về này, cho vừa mới lấy từ kho ra và chưa có hơi vệ sinh thì nhìn nó hơi cũ kỹ các bác nhá. Đấy. Tuy nhiên là chỉ cần vệ sinh lại một tí thì nó sẽ sáng bóng như mới luôn. Và giá ra là 1.800.000 đồng một con các bác nhá. Giá tại cửa hàng. Bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Và hẹn gặp lại các bác ở một cái video tiếp theo của Vietnam Audio. Em xin chân thành cảm ơn.